nước nông nghiệp. Sáng đi em không nhỉ? Đất nước nông nghiệp. Sáng em không để ý. Sáng em đi bên này cũng có hả? Có lúa đâu. Thế cái bông lúa nó phỏng lên nhau kia nhiều. Phủ quá. Mình tưởng là được tượng của chai bia. Ừ, cái gì cũng đỏ rực này. Cái gì cũng đỏ rực này nhé. Nhìn lại nhỉ. Thì... sao nó lại to cả ra ngoài này là cái gì thế nhỉ? Bình thường lần trước này có đâu nhỉ? Ồ, như là mới xây hết lên sao? Như mới đấy, đúng rồi đấy, thì như bán mà mới bán lại. Sao mà nó phình dưỡng đỏ. Có một ít chính trị đỏ. Cái đỏ rực hoa rồi kìa. Mình hôm nào may mà mình không phải đi họp. Có lần trước đó là ra cái bà nó nổ ấy nhỉ, thấy nổ gì cũng vậy. Không thấy là Toyota nó đỉnh cái kìa. Vào Vinglass à còn đấy còn đây này. Có một cái dây điện năm màu ăn gì? Ừ, nó bị cháy chậm rồi. Nổ cũng vậy là. Năm màu ăn suốt ngày ở phía ngoài toàn có cái đèn nhánh nhánh nhánh. Tốn điện mà từ. Đổi mới. Không biết sai rồi đi. Nhận sai đi. Em nói đúng đâu. Quay mà tưởng không được. Tưởng, em tưởng. Thế sao anh bảo là Tân Mỹ và nhà chú anh ở đúng nơi, ở đúng hướng. Gần cái gì? Ở Tân Mỹ. Anh nghĩ là ở chỗ anh em mình thôi. Sao thôi, đồng điện. Châu là chú viện gửi xe ấy ra, trả tiền xe nhá. Thì anh sẽ mất tiền rồi. Đây. Anh sẽ trả. Đưa tiền anh, đưa tiền anh. Con có vứt gì đâu chưa? Còn bao nhiêu anh trả tiền xăng? 500 xe. Thế nào? 700 rưỡi. 700 rưỡi thì sao đủ? Tao chưa có 700 rưỡi. Ở gì? 6. Mạch cửa lớp nhé. Nếu nào mạch cửa lớp? Anh mạch cửa lớp. Em cửa lớp. Thì chị dù thì em mua tiền em mua tiền mặt ở đây luôn. Vào cây nào rút tiền đi không? Anh phải trả hôm nay à? Tiền bánh cho em nhá. Bánh cho em để em mai em còn 200 cộng với lại 180 là 380. Bánh không dễ à? Đây anh trả đây. Đúng không? Dạ. Yeah. 180 mà đây anh nhé. Thì bánh này 380. Còn hai 3 thì em mình 4 người 180. Đúng. Anh trước nhá, có 200 nữa. Thì nhờ ai nữa nhờ ai giúp hộ. Của vợ 200. Đấy em còn mấy 1 triệu đấy để sống đấy chị ạ. Không phải được sống nữa. Không phải được có lương thì em biết tiền đấy, biết tiền đấy. Mai lại phải đi đám cưới nghiệp nữa cơ. Bao nhiêu? Mấy triệu. Hôm nay anh bay lại 306 cho anh nhỉ? 308 cho anh nhỉ? Tinh ơi, có số không? Mày nháy số anh biết gì anh về anh biết.
với anh, không nhận ra sau 300 anh về anh biết anh số nào 849 3600 à? Ờ 849 849 à, số gì đẹp vậy? Số phải đẹp. Ủa mua 5.000 để anh trái biết đọc cái số này kìa. Từ em khen đẹp thật. Tắt đi. À, con thấy rồi, nghe thấy nhạc trời rơi. Tắt đi. Tắt rồi. Tốn pin. Ờ, mỗi người bao nhiêu hả chị? Có 500 180. Mỗi người 160 chứ 180 hả? 800 thôi. À mà tôi cứ vay 180 cũng được. Quên. 180 là số của em nhá. Ai bảo mày cứ thắc mắc làm gì đấy. To rồi. Con ngoài dạng anh nhớ. Lê lưỡi dạng ra. Ừ, đúng là màu thật. Màu là màu. Cứ pin bèo bèo đấy, ông ấy không lao, ông chửi cho lâu bị xe quên ạ.